Đây sẽ là giây phút rất quan trọng bởi phần nhận xét đánh giá cho điểm bởi nghệ sĩ khách mời Buka. Bạn cảm thấy phần thi đấu vừa rồi của cả hai đội như thế nào? Nó cũng hơi khó để cho mình có thể phân biệt được là đội nào hơn đội nào. Và chị cũng nói trước là nếu như mà chị có cho đội nào điểm hoặc là cho đội nào lớn hơn hoặc đội nào nhỏ hơn thì mấy em cũng đừng có buồn nha. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm đến từ chuyên gia của Viện Hàn Lâm Âm Nhạc Quốc Tế. Ghê vậy anh? Nghe ghê, không muốn cho điểm luôn á, nghe mà sợ cũng chạy về nhà luôn á anh. Thật sự thì hai tiết mục nào chị cũng thích hết. Dễ thương quá. Đúng rồi, tiết mục của hai bé thì nhảy rất là đều, đẹp. Rất là đẹp. Chị chỉ muốn hai bé là mất mình tự tin hơn một chút xíu nữa. Là khi mình thể hiện cái gì đó mình phải hết mình á. À, em đang nói về cái tinh thần từ đầu chương trình tới giờ đúng không? Đúng rồi, tự tin đầy nhiệt huyết hơn. Đúng, đúng. Và đội bên đây thì hai em cũng thể hiện một phần thi của mình rất là xuất sắc. Chắc là cũng hai em cũng đi biểu diễn nhiều đúng không? Cho nên là rất là tự tin, thật sự chị rất là khó xử. Rồi, cán cân nè. Khi mình cho điểm, cho nên thì chị dành cái phần điểm cho bên đây, cho hai bạn nam. Và cũng hy vọng là hai em đừng có buồn nha, không có buồn chị nha. Và mình phải tự tin hơn nữa trong cuộc sống này nha. Xin cảm ơn Buka rất nhiều. Như vậy đồng nghĩa với việc là đội của Cẩm Phước và Cẩm Toàn được cộng thêm 50 điểm, nâng tổng điểm của họ lên là 110 điểm. Chúc mừng các bạn. Và đội về nhì ngày hôm nay là Á quân đã thuộc về hai người đẹp của chúng tôi, đó chính là Hoàng Mỹ và Hoàng Hảo. Cảm ơn các bạn đã đến với sân chơi ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là những phần quà rất xứng đáng với những công sức mà cả hai đội chơi đã bỏ ra từ đầu chương trình đến giờ. Xin mời quý vị đến với phần trao thưởng của Buka. Kính thưa quý vị, và bây giờ nghệ sĩ khách mời Buka sẽ dành phần quà trị giá 11 triệu đồng dành tặng cho cặp đôi là Cẩm Phước và Cẩm Toàn. Chúc mừng các bạn. Các bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình ngày hôm nay không ạ? Dạ, thực sự thì em tới đây là để trải nghiệm hơn. Và đối với em thì hai bạn chơi của mình vẫn rất là xuất sắc. Cũng chúc mừng cho hai bạn bên đội kia, tại vì hai bạn đã có một cái phần thể hiện tài năng xuất sắc à. Thì cảm ơn hai bạn rất nhiều và chúc cho tình cảm huynh đệ của anh em chúng ta mãi mãi vững bền theo thời gian. Còn bây giờ thì sẽ là phần thưởng dành cho đội Á quân, chính là hai bạn trẻ Hoàng Mỹ và Hoàng Hảo. Các bạn cũng có được số điểm, đó chính là 20 điểm và cũng tương đương với 2 triệu đồng mà chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn. Và không biết là cảm xúc ngày hôm nay của Hoàng Mỹ và Hoàng Hảo như thế nào ạ? Dạ con cảm thấy giống như là mình được trải nghiệm trên sân khấu, con rất là vui. À, rất là thích đúng không nào? Hy vọng là các bạn cũng sẽ giữ được cái ngọn lửa đam mê và yêu mến bộ môn nghệ thuật này, phát huy hơn trong tương lai. Và cái làm cái gì thì làm, quan trọng là thần thái, cố gắng tự tin hơn nha. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long, phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và Rapper xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.